Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án BitCoin. Và trước khi tham gia vào sự kiện Airdrop từ dự án này, mình xin nói sơ về dự án. BitCoin là một sáng kiến mã thông báo tiện ích trong hệ sinh thái cao phí đa chuỗi như ERC20 và BEP20. Và dự án sẽ tạo ra một cái chợ NFT cho phép người dùng có thể mua bán và thậm chí có thể tạo ra các NFT của riêng mình. Ngoài ra, dự án sẽ thiết lập một sàn giao dịch hoán đổi nơi người dùng có thể trao đổi tiền của họ sang các loại tiền điện tử khác. Ngoài ra, tiếp theo dự án sẽ phát triển một nền tảng mạng xã hội, sẽ đưa ra các phân tích chi tiết về một dự án tiền điện tử mới và người dùng có thể giao tiếp với cộng đồng tiền điện tử dễ dàng hơn. Về đây là các đối tác Cybacker của dự án này, gồm có ông Yahoo Finance, Benjamin Gay và ông cái này thì mình chưa biết ông này lắm. Về tổng cung token của dự án này là 1 tỷ token. Về dự án sẽ trích ra 70 triệu token để làm sự kiện ở pre-sale. Rồi, đây là phân bố tổng cung của dự án này. Rồi, Airdrop sẽ chiếm 5% trên tổng cung. Team của dự án sẽ đạt được sẽ chiếm trên 10%, 90%. Presale và IDO sẽ chiếm 7%. Về đây là roadmap của dự án này. Về dự án cho tới hiện nay thì đang đạt ở mốc thứ 4 trên roadmap của dự án. Dự án chạy khá là dài, mọi người có thể thấy tới quý 4 năm 2022. Ngoài đây đội ngũ phát triển của dự án này, một dự án theo mình thấy khá là tiềm năng nếu chạy về lâu dài. Tương lai sẽ là ví đa chuỗi, nó sẽ là ngôi nha mọi người. Rồi, để tham gia vào sự kiện Airdrop từ dự án này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Về tham gia sự kiện Airdrop từ dự án, mọi người sẽ ăn chia 500.000 token Bitcoin, tương ứng với 5% trên tổng cung của dự án này, tương ứng với giá trị là khoảng là 200.000 đô, dành cho 20.000 suất may mắn nhận thưởng. Về mỗi suất sẽ nhận được 10 đô token từ dự án. Tiếp theo, mọi người click vào Store để tiến hành làm nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Rồi, đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ trong group và channel của dự án trên Telegram. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, click vào trong group. Done. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Sau đó mọi người tiến hành like về review bài post của dự án, về gắn thẻ ba bạn bè của mình. Tiếp theo mọi người quay trở lại chatbot tiến hành copy hashtag mà dự án yêu cầu. Rồi mọi người tiến hành review. Sau đó mọi người tiến hành vào trang cá nhân trên Twitter của mình.
Mọi người tiến hành copy link profile rồi mọi người gửi về chatbot. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án fanpage của dự án trên Facebook. Rồi mọi người tiến hành follow. Tiếp theo mọi người tiến hành like và chia sẻ bài post của dự án trên trang Twitter, trên trang Facebook của mình. Rồi mình để chia sẻ. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào Don. Cuối cùng mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc là Shop Wallet. Rồi sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà dự án yêu cầu, mọi người sẽ nhận được link rep của mình. Link này mọi người có thể mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để nhận thêm phần thưởng từ dự án này. Phần thưởng ở đây là $1 trên một rep mọi người mở được để tham gia sự kiện airdrop. Về dự án, về danh sách chiến ngư, danh sách winner sẽ công bố vào ngày 25 tháng 1 năm 2022. Về sự kiện airdrop, dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 2 tháng 2 2022. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.